Hello, Vân chào cả nhà. Vân đang ngồi ở một cái khung cảnh rất là thanh tịnh, rất là đẹp. Và đặc biệt là cái chỗ này nó là một cái vùng thiên nhiên mát mẻ. Hello chị Thu Tâm. Không biết là mọi người có nghe Vân rõ không? Ở đây nó hơi ồn vì cái tiếng nước nó chảy róc rách. Xung quanh Vân đây là một cái dòng sông. Vân quay sợ cho các bạn thấy ha. Hôm qua mình đã quay rồi nhưng mà không có kỹ lắm đâu. Đây là một cái dòng sông ha. Đẹp không? Và hồi nãy giờ Vân thấy rất là nhiều người chèo xuồng đi qua cái dòng sông này. Và đây là cái căn nhà mà tụi Vân ở trong 3 ngày tới. Okay. Đẹp quá ha. Dạ, hello anh Kevin Mai. Chị Võ Sương. Chào tất cả các anh chị em. Hôm qua thì có rất là nhiều mấy anh đang câu cá. Cần câu đồ mồi, đồ ghê gớm lắm. Thì khi mà Vân tới đó, vui lắm anh chị. Vân vừa bước chân ra thì Vân thấy là mấy anh đứng một dọc ngoài này đang câu cá. Thì cũng có cá được câu trong thùng rồi. Và Vân thì đi trễ tới thì có một anh nói rồi Vân mà nó ra là không có cá đâu, nó đuổi cá đi hết. Xong rồi Vân nói Vân không có làm gì hết nha. Và cuối cùng thì họ câu từ lúc Vân ra cho tới khi mà về sau đó là không có con cá nào hết. Xong rồi họ nói là Vân mà tới gần là nó sẽ không câu cá được đâu, nó ngồi nó tụng kinh làm sao mà cá đâu mà tới được. Xong rồi cuối cùng thì họ cũng được mấy con trước khi Vân tới. Và anh Andy Lầu hỏi bây giờ mình làm cái gì đây với mấy con cá này. Vân nói anh Andy thả nó xuống đi, không có ai ăn đâu, thả xuống. Thì cuối cùng mấy anh cũng thả xuống mấy con cá luôn. Và sáng nay thì ông nào cũng ra câu cũng là thử thời vận lại mà không có ông nào có cá hết. Giờ chị Thanh nói có con Vân ở đây làm sao có cá được. Anyway, chuyện đó chuyện vui thôi nhưng mà có thật. Vì cá nó sợ Vân cho nên không dám tới gần. Vì Vân đi phóng sanh mà. Dạ, cho nên cũng hello anh Thanh Quang. Cũng có rất là nhiều kỷ niệm vui hôm qua tới bữa nay. Khá là nhiều vui. Thì sáng nay tụi Vân tối thì tụi Vân chơi, giao lưu chơi với nhau cho tới 2 giờ sáng. Xong sáng thức dậy 8 giờ là ăn sáng xong rồi là bắt đầu lội bộ. Lội bộ lên một cái trail rất là cao, đi lên dốc như vậy. Thì tới một cái cây cầu rất là thơ mộng. Các bạn thấy những cái tấm hình Vân chụp rất là đẹp ha. Và đi ở trong cái một cái rừng như thế này thì nó làm cho mình cảm giác là rất là thanh tịnh. Đã khá là lâu rồi mình không có được nhẹ nhàng thanh tịnh như thế này. Và lâu lâu ở đây nắng hơi nắng xíu nha, cho Vân chuyển qua bên này nha. Và lâu lâu mình cũng cần phải có cái thanh tịnh như thế này đúng không? Cơm áo gạo tiền mình cứ làm hoài, cái cơm áo gạo tiền rồi cứ bon chen theo cái cuộc sống này rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Mình không có được cái relax như cái hồi sáng nay Vân đi bộ và Vân chỉ có tập trung vào hít thở nhẹ nhàng. Hello anh Tấn Nguyễn. Hít thở nhẹ nhàng và trở lại chính mình. Cái thanh tịnh mình là cái gì, cái bình yên trong cuộc sống mình là cái gì. Và có nhiều lúc mình chạy theo một cái gì đó mà mình đã quên nó, cho nên nó gợi cho mình nhớ tới là mình cần phải sống cho mình, sống cho chính mình. Mình là ai, mình muốn gì. Cho nên Vân không biết sao mà để có thể chia sẻ cái cảm nhận này cho các anh chị. Một cái lần retreat này thì nó hơi đặc biệt hơn những lần khác. Và con người của mình sống, dĩ nhiên là mình cần phải phấn đấu
đúng không? Mình phấn đấu cho công việc, mình phấn đấu cho tất cả những cái ước mơ của mình. Nhưng có nhiều lúc mình phấn đấu nhiều quá thì mình lại bị hụt hẫng ở một cái nơi khác. Và mình không có quân bình lại cái cuộc sống của mình được. Và có nhiều lúc mình get lost, mình không biết làm sao để quân bình nó, quân bình giữa tất cả mọi chuyện nó đều với nhau lại. Bỏ quên một cái chuyện gì đó lâu quá rồi thì tự nhiên bây giờ quân bình lại thì nó không, hơi khó đúng không? Cho nên sống thì mình cũng phải có cái mục tiêu, có cái ý chí, có cái hoài bão của mình, và phải phấn đấu để đạt được những cái gì mình muốn. Và không ngừng học hỏi các bạn, mình không ngừng học hỏi. Mỗi 3 tháng tụi Vân có một cái retreat như thế này, và đặc biệt là các anh chị trong thủ lĩnh đó, là ban tổ chức đó, họ là tìm những cái căn nhà rất là đẹp các bạn. Phải nói căn nhà này rất là thơ mộng, rất là đẹp luôn. Và trị giá chỉ có khoảng 1,5 triệu thôi. 1,5 triệu tiền Việt, tiền Mỹ nha. Khoảng cỡ 1,5 triệu. Thấy có nhiều lúc mình nói wow, người như thế nào mới ở được căn nhà này? Tại sao họ có thể ở được? Và thậm chí họ chỉ có mua để đầu tư thôi, để cho mướn thôi. Và có thể họ ở nhà đẹp hơn như thế nào đó mình không biết, nhưng mà đại khái là họ làm được thì mình làm được, đúng không? Mỗi 3 tháng thì tụi Vân về đây, các leader ngồi lại với nhau để học hỏi với nhau, coi ai làm ra có kết quả, rồi lại chia sẻ với nhau, cùng nhau phát triển, cùng nhau làm những cái chiến lược, những cái kế hoạch gì đó để mỗi người trong chúng ta đều phát triển bản thân của mình, phát triển kinh doanh của mình. Và bên cạnh đó thì mình cần phải làm sao để cho có cái cuộc sống này nó chất lượng, nó thanh tịnh, nó an lạc các bạn. Chứ không phải mình làm ra rất là nhiều tiền rồi mình lại không biết hưởng như thế nào thì nó uổng lắm, đúng không? Rất là uổng. Không biết là làm sao để nói lên cái cảm nhận của Vân ngày hôm nay. Rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Và khi mà đi vô những cái cảnh như thế này thì hình như mình cũng không muốn ra. Không muốn ra. Mình cảm thấy là mình lắng động lại, giống như cái chai nước vậy đó. Các anh chị cái lắc nó mỗi ngày như vậy, cái sách nó, cái lắc nó đó, thì nó sẽ bị bọt ở trong đó đó. Có bọt ở trong đó, nó không có nhìn thấy bên kia. Và khi mà các anh chị để nó xuống thì cái chai nước nó lắng động xuống, thì những bọt hay là những cái cặn gì nó sẽ lắng xuống đáy, thì mình sẽ có thể thấy bên kia chai nước. Cũng vậy, con người của mình, cơm áo gạo tiền, phấn đấu vật vã với cái cuộc sống này, và mình không có nhìn ra được là cái rất là quan trọng trong tâm hồn chúng ta là cái thanh tịnh. Nếu mà mình có nhiều tiền mà mình không có an lạc, không có thanh tịnh thì chuyện gì sẽ xảy ra? Không biết mọi người có nghe Vân rõ không nha. Vân đang ở trên đây, giống như trên núi cho nên signal nó yếu. Nghe rõ bấm giùm Vân số 1 giùm Vân nhé, nếu các bạn nghe Vân rõ. Cho nên cuối cùng thì mình phấn đấu cho cái gì? Phấn đấu cho cái gì các bạn? Mình biết rất rõ mình đang phấn đấu cho cái gì. Mục tiêu chính của mình là cái gì? Okay. Và Vân gọi mời tất cả các anh chị của mình nhìn lại chính bản thân của mình. Mình muốn phấn đấu cho cái gì trong cuộc đời này? Và mình có đạt nó chưa? Và nếu mà mình đạt được nó thì mình được gì? Và nếu như mình không đạt được nó thì mình sẽ mất cái gì? Mọi người trong chúng ta ai cũng có những ước mơ riêng của mình, đúng không? Và nếu như mình đã có rồi đó, có mục tiêu rồi đó, thì mình sẽ thiết lập một cái kế hoạch làm sao để mình có thể đạt được cái mục tiêu của mình. Mm-hmm.
Và khi mình đạt được nó rồi thì mình có vui hay không? Mình vui như thế nào? Và khi mình không đạt được nó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mình thê thảm như thế nào? Mình buồn như thế nào? Thì khi mình biết được những cái đó rồi thì bản thân mình sẽ phấn đấu để tìm ra được cái an lạc thật sự trong tâm hồn của mỗi người trong chúng ta. Và Vân chúc cả nhà của mình phải biết rất rõ mình muốn cái gì, và luôn luôn tìm lại chính bản thân của mình, luôn luôn thanh tịnh trong lòng. Đừng có sống trong nhung lụa giàu sang nhưng mà ở trong lòng của mình nó đang rối bời, đánh lô tô. Các bạn thấy người ta đang bơi canoe. Nãy giờ mình thấy rất là nhiều người họ bơi tà, họ bơi xuồng á, mấy cái canoe dễ thương không? Ok, các bạn, mình chỉ có bao nhiêu lời chia sẻ thôi. Hiện bây giờ mọi người đang chuẩn bị ăn lunch, và mình ăn một cách rất đơn giản khác người ta, cho nên mình được quyền từ từ chậm rãi. Người ta ăn nhiều hơn, cầu kỳ hơn thì người ta phải lăn vào bếp, còn mình thì rất là nhiều, phải nói như thế nào, ăn rất là đơn giản cho nên ăn sao cũng được. Nhiều cảm xúc với khung cảnh hôm nay phải không? Dạ, rất là thanh tịnh chị. Ok cả nhà, chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé. Bye bye.